Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 210. Có một câu nhắc nhở chúng ta khi còn sống siêng năng niệm Phật. Bảy Phật ra đời vẫn còn thăng kiến, tám vạn kiếp rồi chưa thoát thăng bồ câu. Nghĩ đến những việc này thật sợ đến toát cả mồ hôi, dựng đứng cả lông tóc. Làm sao mà không nóng lòng nôn ruột chứ? Khi cái chết nó đến, cha mẹ không thể cứu bạn, con cái cũng không thể cứu bạn. Bạn dùng mắt nhìn những người xung quanh, đứng bên cạnh mình ai là người mà bạn có thể nương tựa, nương nhờ đây? Chỉ có A Di Đà Phật mới có thể cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ và thành tựu cho bạn. Điều này chẳng phải đã rõ ràng lắm rồi sao? Sanh tử đại sự không ai có thể giúp mình, chỉ có thể nương nhờ A Di Đà Phật giúp ta vãng sanh thế giới cực lạc. Khi đã hiểu rõ điều này và đã lựa chọn rồi thì phải nhất tâm nhất ý, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự là không còn con đường thứ hai nào khác cho chúng ta, không còn địa điểm thứ hai nào khác cho chúng ta nương về. Muôn ngàn lần hãy chăn quý, trong lúc mắt ta còn sáng, chân ta còn bước đi được, tinh lực vẫn còn, thể lực đang khỏe mạnh, gấp rút đem hết thân tâm nương tựa vào A Di Đà Phật, khẩn cầu Phật thoát thương xót. Từ sáng đến tối tha thiết cầu nguyện với Ngài một cách liên tục, không bỏ phí một giây phút nào. Đây là những công đoạn mà mình nghe một cái người chúng ta dũng mãnh tinh tấn siêng năng niệm Phật và mừng khi gặp được pháp môn tịnh độ. Nhớ, nếu như chúng ta vì sự nghiệp, vì của cải vật chất, hoặc là chấp thân mình từ tham sân si nặng nề, thì quý vị nghe, bảy vị Phật ra đời mà vẫn còn mang thân kiến. Một vị Phật ra đời là ba đại A Tăng kỳ kiếp, bảy vị Phật là 21 đại A Tăng kỳ kiếp. Vậy mà thân kiến này vẫn còn tái sinh làm kiến, đọa lạc làm thân xúc sanh làm kiến. Rồi tám vạn kiếp rồi chưa thoát thân bồ câu, tâm ái nhiễm dính mắt nặng nề, đọa làm thân xúc sanh bồ câu. Mà tám vạn kiếp rồi chưa thoát thân bồ câu, nghĩ đến những việc này thật sợ đến thoát cả mồ hôi, dựng đứng cả lông tóc. Làm sao mà không nóng lòng nôn ruột chứ? Làm sao mà không tinh tấn siêng năng niệm Phật chứ? Phải nhớ, nhiều người chúng ta đến với cuộc đời này đa phần là tạo nghiệp để đọa khổ đau, từ của cải vật chất toàn để lại hết trong cuộc đời này. Nhưng đọa lạc thì tự mình phải chịu. Nên công đoạn này nêu rất là rõ ràng. Khi cái chết nó đến, cha mẹ không thể cứu bạn, con cái cũng không thể cứu bạn. Bạn dùng mắt nhìn những người xung quanh, đứng bên cạnh mình, ai là người mà bạn có thể nương tựa, nương tựa đấy. Giờ bình tĩnh suy nghĩ đi, ngồi suy nghĩ đi. Cha mẹ, người thân, bạn bè, anh em, ai là người giúp mình đây? Chỉ có A Di Đà Phật là mình nương tựa được thôi. Chỉ có Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình giải sanh về thế giới cực lạc, lìa khổ được vui. Còn mình tạo nghiệp một đống nghiệp quả để lo cho người thân, từ vợ chồng, con cháu, bạn bè, đủ chuyện trong cuộc đời này. Nhưng toàn là mình tạo nghiệp để đi đọa tam đồ ác đạo. Khi cái chết đến rồi mình nhìn không có ai là người giúp mình được hết. Hãy bình tĩnh suy nghĩ kỹ đi quý vị.
Không phải để đá đổ tình người tình cảm, nhưng mà hãy suy nghĩ cho thật kỹ để rồi dũng mãnh tinh tấn niệm Phật. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn giúp chúng ta một đời này giải thoát. Tổ sư nói không còn pháp thứ hai để giúp mình một đời giải thoát đâu. Hãy dũng mãnh tinh tấn niệm Phật đi, siêng năng niệm Phật đi. Nếu như không trân quý pháp môn này, không nương tựa một cách vững chắc, khó mà tránh được sự sai lầm một cách hồ đồ. Suốt ngày từ sáng đến tối sống qua lo qua ngày, chớp mắt là mấy năm qua mau, đến sau cùng bệnh tật giày vò tấm thân, nằm liệt trên giường, miệng muốn niệm Phật thì không ra tiếng nổi, muốn nghe theo tiếng Phật hiệu nghe không rõ. Lúc này hối hận thì đã muộn rồi, cơ hội đã vượt mắt rồi. Đó. Nên đoạn này nói rằng là bây giờ mình đang lúc còn sức khỏe, còn đang lúc nhạy bén từ lục căn, hãy nắm bắt cơ hội này mà siêng năng tinh tấn niệm Phật. Thường nhớ ai với đạo Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc đi. Đừng đợi đến lúc bệnh đau, mắt mờ tay điếc, lúc đó hối hận. Chính những đức nuôi các cụ già kìa quý vị. Có nhiều bà cụ mấy cô đút cơm cho ăn ngồi, đưa cơm cho miệng ngậm, mắt lờ đờ không biết gì hết. Quý vị coi, mình chờ tới ngày đó hả quý vị? Quý vị đi về chùa mình cổng tú, quý vị thấy rõ ràng những khu hồ niệm, khu già yếu, quý vị thấy không? Có những cụ nằm cả bên Đại Tùng Lâm, phía sau nhà ăn quý vị coi, có nhiều bà già nằm ngơ ngác hết. Đó quý vị coi, chờ tới giờ đó để mình tu hả? Mỗi một điểm nuôi người già của chùa mình đều là cho quý vị một cái góc độ nhìn vô thường, sâu sắc vô cùng. Người trong chùa nhìn mỗi ngày mà không dũng mãnh tinh tấn niệm Phật nữa thì vừa tội. Nên nhà Đức nói mấy cô nhà bếp nấu ăn thường treo cái máy niệm Phật ngay cái lỗ tai mình, để mà mỗi câu Phật hiệu có thể mình nghe được. Dù mình làm luôn mình không nghe, mình cũng để tự nhiên, nhưng mà mình cũng sẽ nghe, và người xung quanh mình cũng sẽ nghe, giúp cho mình niệm Phật nghe câu Phật hiệu. Nhưng mình cũng không chấp nặng nề, cứ tự nhiên, rồi mỗi câu tự nhiên mình sẽ nghe. Làm sao mà người niệm Phật mà thấy an vui tự tại nhất quý vị? Không buồn giận người để trong tâm, thường nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Dù tất cả việc mình làm cực nhọc cỡ nào, bị gầy la chửi mắng, bị hà hiếp gì, mình cũng nghĩ tương lai Phật rước mình vì Tây Phương Cực Lạc, mình đều khoan dung tha thứ hết. Điều khoan dung tha thứ hết quý vị. Có nhiều người hỏi vì sao thầy có thể mỗi ngày vui vẻ, gặp cái là thấy có nụ cười. Vì sao? Như Đức nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, muốn về bên cạnh Phật A Di Đà, nên hiện tướng một con người vui vẻ an lạc, tự tại, tốt, 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 mọi việc tốt. Vì sao? Định lực nhân quả mình đã tin, việc gì đến với nhau toàn là nhân quả, nên mình tốt. Việc thiện đến để trả thiện, việc ác đến để trả ác. Chúng ta chỉ cần chấp trì A Di Đà Phật, gầy dựng tính tâm tính nguyện cực kỳ mạnh thì sự lợi ích này cực kỳ lớn. Nếu không, để những ngày tháng luống qua rất là uổng phí. Có những người chạy đôn chạy đáo lo bao nhiêu sự việc mà quên mất tiêu cái việc quan trọng của đời mình, đó là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chúng ta có thể làm việc lo cho ngôi tam bảo cực lực nhiệt tình, nhưng cái việc niệm Phật của chúng ta, gầy dựng tín nguyện là việc cực kỳ quan trọng, đừng để luống qua. Chỉ cần quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố thì quý vị sẽ siêng niệm Phật. Dù công việc bận bịu nhưng quý vị cũng sẽ niệm Phật, và quý vị sẽ là người an lạc tự tại, không buồn giận ai để trong tâm. Người niệm Phật là sanh ra cái tâm không buồn giận người khác để trong tâm, nhớ nghe quý vị. Tại vì câu A Di Đà Phật, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Niệm cái vô lượng giác thì sao buồn giận người khác để trong tâm? Mình mê hoặc điên đảo mình mới bù dặn người khác để trong tâm. Chứ nếu như mình là người hiểu biết rồi, không có ai đi bù dặn người khác để trong tâm. Nên mỗi lần nhà Đức gặp ban tổ chức, nhà Đức đều hỏi rằng chúng ta có trở ngại gì nhau hay không, chúng ta có cái buồn dặn gì nhau hay không, chúng ta có thấy rằng giữa mình gặp nhau nó có cái gì khoảng cách không, khoảng cách đó bắt nguồn từ đâu, cái gì phải cởi mở ra, phải buông xuống, để khi giữa con người đến với con người sống được vui vẻ và sống tự tại. Làm bức tranh để nhà ăn, những đứa kêu cái người in tranh
viết vô đó mấy chữ: cung kính người trên, hòa thuận người dưới. Nhớ, mình phải có cái tâm đó nghe quý vị, luôn luôn cung kính người trên, hòa thuận người dưới. Thì phước báo mình cực kỳ lớn. Còn trước mặt giống như mình cung kính người trên, nhưng mà mình nội tâm mình giả dối, đối với người dưới tay thì xem thường, không coi họ ra gì, mình thua. Nên nhà Đức thường nói với anh em trong chùa, dù mình xuất gia làm tỳ kheo đi chăng, nhưng đừng bao giờ xem thường Phật tử là người không bằng mình, hoặc là không có phước duyên như mình. Mình là trên họ. Mình mà có cái nghĩ này, mình không phải người chăn chánh tu đâu quý vị à. 100% không phải chăn chánh tu đâu. Chúng ta đến với cái cuộc đời này đều là giúp nhau. Những người cư sĩ có khi người ta làm cực khổ, cực nhọc, mà ta đem tiền vô chùa, ta cúng dường, phước báo mình nói mình lớn, mà toàn là người ta phải lo lắng cho mình cuộc sống. Nên chúng ta mang tâm cảm ơn chúng sanh là việc cực kỳ quan trọng. Đừng bao giờ cho mình tu nhiều chục năm rồi mình coi thường Phật tử. Có khi người ta gặp mình, ta chấp tay, người ta xá, người ta lại mình, mà mình thì không quan tâm, không ngó ngàng, không cần thiết gì đến. Nên cả cuộc đời của những đức, xin thưa với quý vị, tất cả những người lỡ quỳ xuống lại những đức một lại, những đức trong lòng nói lại ai với Đạo Phật. Những đức cũng không bao giờ mong mỏi quý vị làm điều này với những đức, nhất là những cụ lớn tuổi. Các cụ làm điều này, những đức thật sự không mong muốn. Mong quý vị quý mến những đức thì hiểu cho tâm trạng những đức không mong muốn điều này. Mong cho họ niệm Phật, siêng niệm Phật, họ gặp Phật Pháp, họ cảm ơn Phật Bồ Tát, họ cố gắng họ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chúng ta lại Phật, đừng nên lại kẻ phàm phu. Nếu như lỡ ai lễ lại mình, trong tâm mình nghĩ họ lại Phật, chúng ta không dám nghĩ gì hết. Tại mình đâu có gì để lễ lại mình đâu. Nên tu hành càng tu lâu phải càng cung kính, càng thương yêu chúng sanh. Chứ đừng bao giờ càng tu lâu mà coi chúng sanh rẻ, không bằng mình. Họ là người không hiểu biết bằng mình. Nếu có tâm này là tâm khinh nhờn, những vị Phật sẽ thành. Tội này nặng lắm. Khinh nhờn những vị Phật sẽ thành. Hãy luôn luôn có tâm là cung kính người trên, hòa thuận người dưới. Nếu quý vị mà duy trì được cái tâm này thì phước báo quý vị lớn dữ lắm. Nhớ cái câu cung kính người trên, hòa thuận người dưới. Thí dụ như người nào đến bên cạnh mình cung kính, nhưng mà đối với người dưới tay thì chửi mắng gầy la người ta, xem thường người ta là sai rồi. Đây gọi là múa rìu qua mắt thợ, mang tâm giả dối đến với người lãnh đạo trên. Tâm này không đúng, không đúng chút nào. Hoặc là mình có cái tâm mà giành công cán của người khác, có cái tâm mà gọi là hơn thua đấu đá, giành công cán, hẹp hòi ích kỷ, đố kỵ người, thua. Mang những cái tâm này sống là thua rồi quý vị à. Đây là con người mà sống thường ngày gây dựng tạo nghiệp. Nhớ, gây dựng tạo nghiệp. Chùa chúng ta ngày mai bắt đầu là tổ chức chương trình khiếm thị khắp nơi nơi Phật tử người ta cũng về sẵn giữ luôn cái khóa tu ngày Chủ nhật. Vừa về đây dự chương trình khiếm thị mà ở lại dự chương trình khổng tu Chủ nhật luôn. Ngày mai chúng ta ở bên hộ pháp tổ chức người khiếm thị, nên bên chùa mới chúng ta khóa tu bình thường, những đứa không có qua giảng. Nên mỗi một con người chúng ta khi được dự chương trình khiếm thị hoặc là bị được coi qua chương trình khiếm thị, vì sẽ thấy trong cái cuộc đời này nhiều người khổ đau lắm. Nào tật nguyền, cục tay, cục chân, đủ chuyện đó. Có những người lên hát cục hai tay, mù hai con mắt. Quý vị coi lâu lâu mình bệnh đau, đau chân, đau tay gì chút mà tắm giặt của mình cực kỳ khó khăn. Còn họ phải chịu những ngày tháng sống như vậy.
Nên mình phiên họ nên niệm Phật sanh về cực lạc. Về cực lạc không còn tật nguyền nữa. Chỉ có về thế giới cực lạc là không còn khổ nữa thôi. Nên hồi chưa nhà Đức nói chuyện mình chùa mới, nhà Đức nói một câu. Chúng ta sống trong phòng 2-3 người, 3-4 người, 5-6 người. Một cái việc đụng chạm đừng nên buồn chán, nản lòng. Cái cõi này là cái cõi quan gia thù nghiệp mà. Cái cõi này là cái cõi mà gặp nhau là báo thù. Đã từng hứa hẹn rằng khi tôi gặp lại bà, hay bà gặp lại tôi, hay tôi gặp ông gặp tôi là sẽ hạn thù nhau. Thì bây giờ gặp lại cái cõi trong lục đạo luân hồi này nên bực bội khó chịu. Nguyên lý này là do nhân quả chiếu cảm. Nên mỗi người mình siêng năng cố gắng tu thôi. Buồn giận, hận trách họ làm gì. Trong cái cõi này vì coi con mình sinh ra từ khi đó hói. Mình nuôi nó không lớn đây mà nó còn không vừa bụng vừa lòng mình nè. Có khi nó nghe lời vợ hoặc nghe lời chồng nó còn không chấp nhận mình. Còn cự cãi, còn la gầy mình. Hiểu không? Nhiều người tức lắm quý vị. Sanh thằng con trai này ra nuôi nó cực khổ, bên tay bên chân từng chút. Vì mà bây giờ lớn lên cứ vợ cho nó nghe lời vợ, nó chửi cha mắng mẹ. Tức, kinh khủng tức luôn. Đừng tức chí vị. Nghiệp quan gia nó đến nó khảo đảo mình. Nó phải hiện tướng làm con mình, nó làm gì. Tức chi, cho nó mệt thêm. Niệm Phật đi. Niệm câu Phật hiệu là tiêu trừ nghiệp cũ mà tăng phước mới. Còn nếu quý vị buồn tức bực bội khó chịu, nó nghiệp cũ chưa tiêu mà tăng thêm nghiệp mới. Đừng có làm chuyện lỗ vốn dại khờ gì, đừng có làm chuyện đó. Nên mỗi một con người mình hiểu được rồi thì mình sẽ sống vui vẻ tự tại, tốt. Vui trả nợ phước cái rồi. Nên nhà Đức dùng cái câu thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Mình thiếu nợ thì mình trả đi, than vãn làm chi. Dai nợ thì trả nợ à. Nhớ cái câu thiếu tiền thì trả tiền, thiếu tình thì trả tình, thiếu mạng thì trả mạng. Dai cái gì thì trả cái này. Nhớ nghe, dai cái gì thì trả cái này. Nên điều vui trả nợ để niệm Phật sanh cực lạc. Nhớ, vui trả nợ, niệm Phật sanh cực lạc. Nên cái người mình khi còn trong cuộc đời này còn khỏe mạnh mà mình sống những ngày tháng bê tha cho qua ngày đoạn tháng thiệt là đáng thương. Tội nghiệp thiệt. Dài quá mới sống những ngày tháng gì quý vị? Quá dài mới sống những ngày tháng gì? Tuổi trẻ mà sống những ngày tháng bê tha, những ngày tháng cho qua ngày đoạn tháng. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Nếu sống những ngày tháng gì thì bị nghĩ, ngồi bình tĩnh suy nghĩ mình là người gì? Phải uổng phí cuộc đời mình không? Không biết lấy cái tuổi trẻ để làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, mình chỉ cần siêng năng. Thì có việc thì nhiệt tình làm, mà rảnh rỗi thì niệm Phật liền. Không bao giờ mà mình để cho qua ngày đoạn tháng. Mình để cho qua ngày đoạn tháng làm chi? Để nó lún vào thời gian, uổng không? Còn có việc mình mừng nhiệt tình mình làm, lễ lọc Phật tử về đông, nhiệt tình phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật bằng tâm quan hỷ vui vẻ. Người gì là quá khôn, người gì cực kỳ khôn luôn. Ai mà dạy gì sống những ngày tháng vô ích quý vị, sống những ngày tháng vô nghĩa. Chứ qua ngày đoạn tháng tới tuổi già rồi phải đọa tam đồ ác đạo. Nên mỗi một con người chúng ta được ở trong ngôi nhà Tam Bảo quý vị phải chân thật quý, biết ơn mà ở được ổn định. Nên nhà Đức nói rằng là mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo, mình biết tích phước thì phước mình rất là dày. Còn mình tùy tiện thì có khi phước báo mình sạch nhất luôn. Tích phước bằng cách nào? Không buồn giận người để trong tâm, biết chấp hành quy củ. Cái gì không hiểu biết hỏi, gọi là cung kính người trên, hòa thuận người dưới. Đây thì phước đức vì cực kỳ lớn luôn. Còn nếu như sống trong ngôi Tam Bảo mà múa điều của mắt thợ, giả dối, sống không đúng đắn, trước mặt người trên thì giống như cung kính, biết ơn, mà sau lưng người trên thì châm thọt. Quý vị sống gì là sạch phước báo quý vị luôn. Sạch phước báo luôn. Thiếu đi cái tâm cảm ơn, không biết cảm ơn quý vị là người sạch phước báo. Học tập thì có mục tiêu học tập chuẩn đàng hoàng. Không phải nghe ai nói vài phải câu gì ngọt dịu cái là chạy theo.
mỗi một con người hơn nhau chỉ có là góc độ của bạn sâu sắc hay không. Đây là việc quan trọng lắm. Nên cả đời con người có cái gì danh gì lợi, vì tiền bạc vật chất cứ bo bo giữ gìn, khi cái chết nó đến bạn nương tựa ở đâu? Cha mẹ không nương tựa được, con cái cũng không thể cứu bạn. Bạn dùng mắt nhìn những người xung quanh đứng bên cạnh mình, ai là người mà bạn có thể nương tựa? Bình tĩnh suy nghĩ đi quý vị, ai là người bạn có thể nương tựa? Có nhiều người cả đời họ cực khổ lam lũ, tạo bao nhiêu nghiệp chướng vì gia đình này đó. Bây giờ nghe Phật pháp cái bình tĩnh suy nghĩ đi. Nên mới nói rằng tạo cái không cầm theo được thì cả đời cố công mà tạo. Mà bây giờ tới tuổi già được vô ngôi nhà tam bảo mà không còn biết chân quý nữa, không biết chân quý nữa thì vừa tội. Không biết chân quý là vừa tội. Có những người ở còn chạy về đăng chi, cuối cùng nhào vào tam đồ ác đạo. Đúng là được trong ngôi nhà tam bảo siêng năng niệm Phật, siêng tu là đã thoát khỏi tam đồ ác đạo. Nhưng mà chạy về trở về tam đồ ác đạo. Hoặc nghe con nghe cháu nói vài câu gì cần mình cái là chạy về. Mình không biết trả lời, không biết trả lời rằng bây giờ mình già rồi, mình lo niệm Phật, mình lo tu. Bây giờ con cái lớn rồi, lo tự lo gia đình mình đi. Mình mạnh dạn mình dứt một phát luôn từ đây thì sao con quan gia này không tìm mình nữa. Còn nó đến nó nói ngọt, nói dịu, nói này, nói kia, bắt đầu là mình kích động, mình bị ảnh hưởng là mình vừa tội mình, vừa tội. Nên mỗi một con người mình phải nhận thức cho sâu sắc, mình mới đoạn nghiệp quan gia. Đoạn nghiệp quan gia là mình mạnh mẽ, thẳng thắn quyết đó. Chứ không phải là nhung nhằn với nó. Nhung nhằn với nó rồi nó nói chuyện ngọt dịu này kia đồ, hoặc là nó kích động mình là mình hy sinh. Hy sinh bằng cách mù quáng để đọa tam đồ ác đạo. Hy sinh làm gì? Hy sinh mà ai cũng té xuống biển chìm chết hết, hy sinh làm gì? Nên mỗi một con người chúng ta phải nhận thức để mình lo tu chứ, được vô ngôi nhà tam bảo tuổi già rồi, cố gắng nghe lời những đức khuyên, nhiệt tình hết lòng niệm Phật. Bây giờ mình gầy dựng để mai mốt cặn tử nghiệp của mình nhẹ nhàng tỉnh táo niệm Phật sanh cực lạc. Bây giờ già cả rồi, đụng cái là mình muốn đi tìm thuốc, tìm bác sĩ. Vậy thì tuổi già mình cặn tử nghiệp, mình nương tựa vào ai với đạo Phật sao được? Mình không phải là nương không được, mà mình không thể nào nhớ được ai với đạo Phật. Nên công đoạn này nói là chỉ có ai với đạo Phật mới có thể cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ và thành tựu cho bạn. Chuyện này chẳng phải rõ ràng lắm rồi sao? Tạo nghiệp vì người thân, vì vợ, vì chồng, vì con, vì cháu, vì gia đình, nhưng mà cuối cùng không nương tựa được. Cái chết đến không nương tựa ai được hết. Chỉ có nương tựa được ai với đạo Phật cứu độ mình, nhiếp thọ mình, bảo vệ và thành tựu cho mình. Đây là điều mà mình không nhận thức được sao? Bao nhiêu người đã đi qua vì vật chất, vì gia đình, vì của cải, cuối cùng được cái gì đâu. Nên những đức nói rằng mình có điều kiện nhiệt liệt hết mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, nuôi người già, lo cho đại chúng, làm tất cả việc đồng tiền của chúng sanh thập phương, đem đồng tiền này kết duyên với chúng sanh thập phương. Mình là người có cơ hội cầm được tiền của thập phương, đi đến kết duyên của thập phương, làm những việc xác thực rõ ràng nhất. Đây là việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Nên như đức nói thấy chùa chiền mà xây lên rộng rãi rồi, mà người ta vô ở như đức mừng lắm. Chỉ cái của người ta cúng dường tạo dựng ra, bây giờ người ta được ở, người ta tu, mừng giùm khi nhân quả phù hợp phát triển. Còn chùa chiền nhà cửa cắt lên rồi không cho ai ở, không ai ở trong đó thì vị nghĩ đồng tiền của chúng sanh vì bỏ vào đó nó được lợi ích gì? Thì quả tái đến với mình. Nên mỗi một con người chúng ta mừng khi chùa chiền vừa phát lên cái là người ta vô ở ào ào, người ta biết nghe lời niệm Phật, siêng năng tu hành. Đây là cơ hội mà mỗi người tu phước tu duyên đặc biệt thù thắng. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa, học Phật tử khắp nơi nơi gặp được pháp môn tịnh độ là pháp đại thù thắng, nên gầy dựng tín nguyện, tín tâm cho cực kỳ cao. Dù gặp sự trở ngại, sự hiềm khích hay là lời phê phán gì, chúng ta cũng không dao động cái tâm niệm Phật của mình, luôn luôn tín nguyện kiên cố niệm có Phật hiệu. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.